Illinois, Massachusetts, and other states ordered similar measures in order to slow the spread of the virus. In order to slow the spread of the virus. Virus. Ok, câu này là như nhỉ? Khắp gì? Các quốc trên khắp nước Mỹ, chính quyền địa phương ở California, Ohio, Illinois, Massachusetts và các bang khác ra lệnh các biện pháp tương tự để làm chậm sự lây lan của virus. Rồi, ok, đúng rồi. And other states order, đúng không? Đưa ra the order. Những cái biện pháp, đúng không? Measures, đấy, đo lường những biện pháp để cho làm chậm cái sự lây lan của cái virus, đúng không? Rồi, ok, tiếp. Nào, bạn này nào. Đấy, thôi nhá, đúng không? An empty avenue in Barcelona, Spain. Rồi, tiếp này. Ở đâu ạ? Lockdown. Đọc ở đâu? Đây, lockdown. Lockdown in Europe. Europe. National. Lockdown in Europe. Okay. Em ở trên này nó đọc là Europe mà. Europe. Nghe thử xem nhé. Millions of from 5,700. The country and more than Illinois, Massachusetts, and other states ordered similar measures in order to slow the spread of the virus. A nationwide lockdown continues in Italy, where 368 more people died of COVID-19 on Sunday. Đây nhá. Như nào cũng được, hai cái từ này nó em hay là Europe. Không có expert. Lỗi luôn này. Thêm về chuyện này. Lỗi được chuyện mạng. Không được luôn. Anh bỏ cái chữ hoa đi thì nó mới được. Nó không lấy chữ hoa. Không được này. Nên sao được quên không được. Trên trên máy tính ở trên điện thoại không sao đúng không? Dạ. Điện thoại sao? Điện thoại có sao? Ý anh trên điện thoại có sao không? Điện thoại em vẫn đánh được à? Về mạng thì sao? Đi copy đi. Điện thoại bình thường. Europe. Đó. Europe. 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 Thế nào? A nationwide lockdown continues in Italy, where 3,068 more people died of COVID-19 in Sunday. Sunday. On Sunday.
Italy, Italy, chứ không Italy nhé, không có Italy, Italy, ba một, Italy, 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 more people die of COVID-19 on Sunday. Câu này là gì nhỉ? Cuộc cách ly toàn quốc tiếp tục diễn ra ở Ý, nơi mà hơn 368 người chết do COVID-19 trong ngày Chủ nhật. Yeah. It was the biggest single day number of deaths recorded in any country, including China. It was the biggest single day. Đó là một ngày lớn nhất đúng không? Con số đúng không? Con số lớn nhất à? Trong một ngày của số ca chết đúng không? Số người chết. Gì nữa? Số người chết được ghi nhận tại nhiều nước, trong đó có bao gồm Trung Quốc. Rồi. Bao gồm cả Trung Quốc rồi đó ngày bất cứ quốc gia nào đúng không? Bao gồm Trung Quốc rồi thế nào? With nearly 25,000 infections and more than 1,800 deaths recorded. With nearly 25,000 infections and more than 1,800 deaths, Italy, Italian Prime Minister Giuseppe Conte warned that the outbreak was worsening. Mới gần 20. Với gần 25.000 ca nhiễm và hơn 1.800 người chết, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cảnh báo rằng sự bùng nổ đang ngày càng tồi tệ. Tồi tệ hơn đúng không? Worsening. Okay. Now, Spain was under lockdown as the government declared a 2-week state of emergency. Spain's health ministry said the number of infection rose to 7,753 from 5,700. The country has recorded 288 deaths, up from 136 on Saturday. Spain was under lockdown. Tây Ban Nha đã bị cách ly vì chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca nhiễm bệnh tăng lên 7.753 từ 5.700 ca. Đất nước ghi nhận 288 ca chết, tăng 136 trong thứ Bảy. Spain was under lockdown. Tây Ban Nha thì đang chịu cái sự cách ly, nhưng mà chính phủ đúng không? Đây từ S đó là gì gặp ví? Nhưng mà chính phủ tuyên bố, chính phủ tuyên bố là hai cái gì? Hai cái ba đúng không? Two week. À, gì nhỉ? Gì nhỉ? Two week state rồi. Nó là two week state. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần. Đây, khẩn cấp là emergency, đúng rồi. Về cái trạng thái đúng không? The state này không dịch là anh nhìn nhầm.
state thì bình thường mình hay nghe nhìn thì nó là một cái bang quốc gia này đấy, nhưng mà đây là cái trạng thái đúng không, hai tuần thì gọi là tình trạng à, tình trạng kéo dài 2 tuần đúng không, rất hay. Emergency là cái dạng là khẩn cấp này, trong 2 tuần đó. Ok, khi mà rồi ban bố khi mà chính phủ đã tuyên bố đưa ra một cái thông báo rằng là tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần đúng không. Spain's health minister said the number of the infections ca nhiễm rose to là gì, đã tăng lên đúng không, từ rose to là tăng lên, đã tăng đúng không, từ này bằng cái vâng. từ rise nhỉ, yeah. Từ rise vâng. Đã tăng được hay là bị tăng hay đã tăng, nó là dịch là ca nhiễm đang tăng lên thôi, từ nó là tăng vâng. Vâng. Từ là tăng thôi chứ không có đã tăng hay gì cả, bởi vì đây không phải quá khứ mà đó là cái bổ sung cho ý nghĩa là này, thì thường nó bị hoặc là được vâng. Cái này là bổ sung ý nghĩa cho này, cho cái số ca nhiễm này. Là tăng lên từ 7.000 cho đến 5.000 đâu, nó tăng đến à? Tăng lên 7.753 từ 5.700 từ không? The country has recorded 2288 ca chết và cái gì đây, lên đến 10 up from từ tăng lên từ 136 từ vào ngày thứ bảy đúng không, on Saturday vâng. Và tiếp from now we enter into a new phase, said Prime Minister Pedro Sanchez. Pedro Sanchez đúng không, hay là ở đây Prime Minister đây, thủ tướng nhỉ. He said the country could do all that was necessary to defeat the virus. We are putting health first, he added. Sanchez's wife is among Spain's infected citizens. Added. Yeah. From now to bây giờ, từ giờ đúng không? Từ bây giờ chúng ta bước sang một giai đoạn mới. Thủ tướng Pedro Sanchez nói. Như nào đấy? Ông ấy. Dạ. Pedro Sanchez là thủ tướng của nước nào? Prime Minister. Tây Ban Nha. Rồi, ok. He said. Ông ấy đã nói rằng. Ông ấy đã nói đất nước sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đánh bại virus. Và để defeat hạ gục con virus này. Ok. Rồi. Chúng ta đặt sức khỏe lên hàng đầu. Ông ấy nói thêm. Vợ của ông Sanchez là một trong số những công dân Tây Ban Nha bị nhiễm bệnh. Okay. Ireland ordered all bars to close. Ireland ordered all bars to close and cancelled the St. Patrick's Day parade on March 17 in Dublin over fears of the coronavirus. The parade usually draws as many as 500,000 people to the city. Hay tôi điền lại lỗi. Parade. Nào tiếp nào. Ireland ordered all bars. Ireland đã yêu cầu tất cả các quán bar đóng cửa và hủy bỏ cuộc diễu hành ngày Thánh Patrick vào ngày 17 tháng 3 tại Dublin vì lo ngại về virus corona. Over fears of coronavirus, so okay. Cuộc diễu hành usually draws as many as. Cuộc diễu hành thường thu hút thu hút tới 500.000 người đến thành phố.
Hút đúng không? The draws là hút. Thu hút. Rồi, tiếp. European Union nation, including European Union. European Union nations, including Germany, Poland, Slovakia, and Cyprus, have ordered border crossing restrictions. EU leaders are set to meet Tuesday to discuss measures to contain the spread of the virus. Discuss measures to contain the spread of the virus. Okay. Nations là cái gì? Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Ba Lan, Slovakia và Ship đã yêu cầu hạn chế đi ngang qua biên à đi qua biên giới. What's restrictions? Order border crossing restrictions, đúng không? Đấy, yêu cầu là cái việc gì? Là cái ban bố đấy, cái từ order là có nghĩa là yêu cầu là đưa ra, nghĩa là thông báo, đấy, ra lệnh rằng, cái từ order là nghĩa là ra lệnh, đấy, ra lệnh là kiểu cấm, cái restrictions ở đây kiểu là cấm, sự hạn chế, hay là đấy, đi qua biên giới. Crossing vượt qua biên giới. EU này, European Union. Lãnh đạo EU đã thiết lập cuộc họp mặt vào thứ ba để bàn luận về giải pháp ngăn chặn sự lây lan của virus. Contain này là bằng nghĩa gì đây? Bằng nghĩa là stop à? Vâng. Có phần thêm ý nghĩa này hay. Trên điện thoại vẫn ok mà trên này. Yeah, contain the spread of the virus. Rồi tiếp nha. In the middle of the middle east, đúng không? Middle east. Yeah. Trung Đông. Yeah. Yeah. Rồi tiếp nào. Iran. Iran. Iran has one of the worst COVID-19 outbreaks in the world. Iran là một trong những nơi bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất. Officials there. Quan chức đúng không? Officials there reported 24,991 infections. 14,991 infections. Quan chức tại đây đã báo cáo 14,991 ca nhiễm. The number of deaths rose by 129, bringing the total to 800 total. Bringing the total to 853. Con này như nào đấy? Số lượng. Số người chết tăng lên 129 ca, nâng tổng số lên 853 ca. Tốt, được rất tốt. Bringing, rất giỏi. Bringing the total to. Rồi. Mang theo cái tổng số đúng không? Kéo theo cái tổng số lên đến 850. Thảo dịch như thời sự nhỉ? Dạ. Dịch như thời sự nhỉ? Tốt đấy. Tiếp nào. À, tại em chuẩn bị trước nãy giờ. À thế à, rồi tốt. Rồi. Nghe thời sự nhiều sao? Dạ. Nghe thời sự nhiều sao? Wow. Rồi tiếp. Some have questioned. Some have questioned the government's reporting and suggest that the numbers may be even higher. Higher. Một số
Even higher. Một số người đã đặt câu hỏi về báo cáo của chính phủ và cho rằng con số có thể tăng lên cao hơn. Và suggest, dự đoán đúng không? Suggested là con số này, maybe even higher, thậm chí là còn cao hơn. Dạ. Có thể thậm chí, đúng không? Even mình có nghĩa là thậm chí là cao hơn. Ok, tiếp. Restaurants. Restaurants have remained open, but few people are out on the streets. Nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng ít người ra ngoài đường. Ok, nhà hàng thì vẫn duy trì cái việc mở cửa, to remain, vẫn tiếp tục mở cửa. But, you know, few people, nhưng mà một số, một vài người thôi, đúng không? Nhưng mà kiểu là như mà không có, thì còn lại một vài người thì ở trên đường thôi. Nhưng mà chỉ có ít người là ra ngoài đường. Or out of the street, tức là tóm lại là không có khách, đúng không? Tiếp nào. In Lebanon. Nghe chưa? Lebanon. Sunday. Nghe thử nhé. It was the biggest single day number of deaths recorded in any country, including China, with nearly 25,000 infections. Nghe được không? Nghe được không? Có. And more than 1,800 deaths, Italian Prime Minister Giuseppe Conte warned that the outbreak was worsening. Spain was under lockdown as the government declared a 2-week state of emergency. Spain's health ministry said the number of infections rose to 7,753 from 5,700. The country has recorded 288 deaths, up from 136 on Saturday. From now, we enter into a new phase, said Prime Minister Pedro Sanchez. He said the country would do all that was necessary to defeat the virus. We are putting health first, he added. Sanchez's wife is among Spain's infected citizens. Ireland ordered all bars to close and canceled the St. Patrick's Day parade on March 17th in Dublin over fears of the coronavirus. The parade usually draws as many as 500,000 people to the city. European Union nations, including Germany, Poland, Slovakia. Okay, they have a Poland, yeah? Tanya? Poland. I don't know how Poland. Slovakia. Draws as many as 500,000 people to the city. European Union nations, including Germany, Poland, Slovakia. Yeah. Hello. Nghe được không? Có. Nghe được cái tiếng Poland không? Nghe không là Poland mà là Poland. So, Slovakia. And Cyprus. Cyprus. Yeah, Cyprus. Have ordered border crossing restrictions. EU leaders are set to meet Tuesday to discuss measures to contain measures to contain spread of the virus. Iran has one of the Iran. The measures failed to lift financial. Hiểu không? Phải nghe từ trong này cũng được. Nghe trong cái từ điển chưa nghe cả từ điển cả cái này nữa. Iran. The worst COVID-19 outbreaks in the world. Yeah. Officials there reported 14,991 infections. 14,991 infections. The number of deaths rose by 129, bringing the total to 853. Some have questioned the government. Chứ là questions. Chứ không là question. Không là question, là question. Tức là cái âm S-T-I-O-N này. Đọc thành S và âm chờ. Questioned the government's reporting and suggested the numbers may be even higher. Restaurants have remained open, but few people are out on the streets. Restaurants have remained open, but few people are out on the streets.
In Lebanon, where the government ordered a lockdown, some streets were completely empty on Monday. Restaurants, cafes, and bars have been closed since last week. In Lebanon, In Lebanon, where the government ordered a lockdown, some streets were completely empty on Monday. Restaurants, cafes, and bars have been closed since last week. Ở Lebanon, nơi mà chính phủ nơi mà chính phủ yêu cầu cách ly một số con ở Lebanon, nơi mà chính phủ ra lệnh cách ly một số con phố đã hoàn tất hoàn toàn trống rỗng vào thứ hai. Nhà hàng, quán cà phê và quán bar đã đóng cửa từ tuần trước. Iraq started a week-long curfew. Iraq. Sunday night, including the suspension of all flights from Baghdad's international airport. Some streets were complete. Iraq started a week-long curfew Sunday night, including the suspension of all flights from Baghdad's international airport. Iraq started a week-long curfew Sunday night. Iraq. Iraq, hi. Iraq. Iraq started a week-long curfew Sunday night, including the suspensions of all flights from Baghdad's international airport. Started a week-long curfew Sunday night, including the suspension of all flights from Baghdad's international. Baghdad's international airport. Rồi. Iraq bắt đầu lệnh giới nghiêm kéo dài một tuần vào đêm chủ nhật, bao gồm đình chỉ tất cả các chuyến bay tới sân bay quốc tế của Baghdad Airport and Egypt, with more than 120 confirmed cases and 2 deaths, suspended all flights in and out of the country until the end of the month. And Egypt with more than 120 confirmed cases, 2 deaths, suspended all flights in and out of the country until the end of the month. Okay. Và Egypt với hơn 100 quốc gia nào đấy? Egypt. Em không biết. Ai Cập.
Ai Cập, yeah. And và ở Ai Cập, Egypt là Ai Cập, Ai Cập kim tự tháp này, được chưa? Pyramid kim tự tháp. Và Ai Cập với hơn 120 ca được xác nhận và 2 ca chết, đình chỉ tất cả các chuyến bay vào và ra khỏi đất nước đến hết tháng. Cho đến cuối tháng luôn. Rồi. Nghe nào, nghe tiếp. Israel is planning to follow the movements of infected people to stop the spread of the virus using mobile tracking technology. Rồi, nào. Anh để tốc độ 125 để anh nhanh quá, nghe gì? Nghe được à? Anh để nghe ở nhà rồi. Rồi, quay lại. Until the end of the month. Israel is planning to follow the movements of infected people to stop the spread of the virus using mobile tracking technology. Israel is planning to follow the movements of infected people to stop the spread of the virus using mobile tracking technology. Israel is planning to follow the movements of infected people to stop the spread of the virus using mobile tracking technology. Yeah, using mobile tracking technology. Israel. Israel đang lập kế hoạch. Israel đang lập kế hoạch theo sự chuyển biến của những người nhiễm bệnh để dừng sự lây lan của virus bằng cách sử dụng công nghệ theo dõi di động. À, rồi, ok. Ghi nhận đúng không? Ghi nhận sự di chuyển mobile tracking. Chẳng nào gì công nghệ gì mobile tracking là? Là theo dõi. Tracking là theo dõi sự di chuyển, sự vận động, đúng không? Theo dõi chuyển động. Mobile là di động mà. Theo dõi chuyển động. Vâng. Đúng không? Hay là di động. Di động được, chuyển động được. Tiếp. Hoặc là chắc không có cái đường mới đâu. Nghe nhé. Knowing that the measure is a violation of privacy, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu vẫn đều theo, nếu mà đã là tiếng Anh nó đều đọc theo các cái dạng như vậy. Đó, tiếp. Call it an effective tool for location the virus. Tức là khơi dịch nghĩa là gì? Knowing that the measure is a violation of privacy, Prime Minister Benjamin Netanyahu called it an effective tool of locating the virus. Biết rằng biện pháp measure là gì ta?
Measure học rồi, vừa xong rồi. Biện pháp đúng rồi, giải pháp này. Biện pháp. Đúng không? Biện pháp này. Từ the này là. Nhưng biện pháp, từ cái nó dịch là biết rằng biện pháp là một vi phạm, là vi phạm quyền riêng tư. Ờ, thì đúng rồi còn gì? Biện pháp nào đúng không? Đúng không? Em có hỏi em là như thế gì? Dạ. Em hỏi cái gì? Không, tại dịch nó hơi kỳ kỳ. Kỳ gì? Em chưa dịch có chưa đúng thì sao? Dịch kỳ kỳ gì? Dịch Google dịch cái gì? Không phải. Mà là ở trên kia cũng là major, nhưng mà tự nhiên ở đây nó lại dịch là một vi phạm quyền riêng tư, là một vi phạm quyền đúng riêng tư gì? Đi. Ok. Thế đúng rồi đi. Thế này mà biện pháp sao lại theo dõi, tức là theo không, kế hoạch để theo cái sự di chuyển chuyển động đâu, mà đây là đang có kế hoạch đúng không, đang kế hoạch là theo dõi cái sự chuyển động hay sự di chuyển của những ca những người bị nhiễm bệnh rồi ấy, được chưa, để ngăn chặn cái sự lây lan đấy, tức là người ta đi đến đâu là cũng có cái sự đặt theo dõi cái sự chuyển động của những người này, những người mà bị nhiễm này, hay nghi nhiễm này, infected people này, bằng cái công nghệ là ghi nhận cái sự di chuyển động, tức là luôn luôn là kiểm soát cái người này. Thì cái việc biện pháp này chính là cái việc gì đấy, knowing that the measure, tức là biết rằng cái việc cái biện pháp này là vi phạm quyền riêng tư, là violation, là một cái sự xâm phạm vào quyền riêng tư, privacy, đúng không? Nhưng mà đúng rồi gì? Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gọi nó là một công cụ hiệu quả cho việc định vị virus. À, ok, locate đúng rồi, định vị chính xác, locate được định vị virus này rất tốt. Rồi slow down in Asia thì sao? Đi xuống, kéo xuống đúng không? Kéo xuống Asia. Kéo xuống châu Á. Nghe nhá. Called it an effective tool for locating the virus. Locating the virus. Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering is reporting COVID-19 up to the minute information on cases around the world. Johns Hopkins University Center for Systems Science and engineering is reporting COVID-19 up to the minute information on cases around the world. Okay. Đại học Trung tâm Hệ thống Khoa học và Kỹ thuật Johns Hopkins đang báo cáo thông tin cập nhật từng phút những trường hợp mắc COVID-19 quanh thế giới. Its coronavirus map reports that China now has less than half of the world's 169,000 cases. Its coronavirus map reports that China now has less than half of the world's 169,000 cases. Bản đồ corona báo cáo Trung Quốc có ít hơn một nửa trong số 169,000 trường hợp trên thế giới. Đã có ít hơn một nửa, đúng không? Của 169 ca nhiễm. 69,000 ca nhiễm trên thế giới. Này, có ít hơn một nửa đấy. Rồi tiếp. Bây giờ thì đã dưới một nửa, đúng không? Trên tổng số là 169,000 ca nhiễm thì đã có kéo dưới một nửa, không còn nhiều nữa đâu. Rồi. And its number of deaths. Lặp luôn à?
and its number of deaths at 3,000 is less than half reported in the rest of the world at 6,500. Và số ca tử vong ở mức 3.000, ít hơn một nửa, đã báo cáo ở phần còn lại của thế giới ở mức 6.500 ca. Its number of deaths at 3,000 is less than half reported in the rest of the world at 6,500. The official Xinhua news agency reported Monday that cities just outside Wuhan were sending people who had returned home for the Lunar New Year in late January back to work. Đọc à? The official Xinhua News Agency reported Monday that cities just outside Wuhan were sending people who had returned home for the Lunar New Year in late January back to work. Back to work. Cán bộ của Tân Hoa Xã đã báo cáo thứ hai rằng thành phố bên ngoài Vũ Hán đang gửi người mà trở về nhà trong Tết Nguyên Đán cuối tháng 1 trở lại làm việc. Đây nhá, chỗ này dịch như này đây. Chỗ này đứng bên ngoài đúng rồi, nhưng mà chỗ này dịch này là mình đã hiểu này. Tức là đúng là Tân Hoa Xã này, từ này là đúng rồi này. The official Xinhua reported, tức là Tân Hoa Xã chính thức đúng không? Official cái gì đấy là cái kênh này này, chính thức này. Tức là một cái kênh thông tin đấy. Đấy, đã thông báo là thứ hai, và thông báo là thứ hai này là cái thành phố ngay bên cạnh, just outside Wuhan, tức là ngay bên cạnh thôi, những thành phố mà ngay bên cạnh Wuhan ấy, Wuhan đã và đang đúng không, gửi những người, mọi người trở về đúng không, những người mà return home, những người về trở về này từ cho cái gì đây, cho cái yên năm mới đúng không, với Tết Nguyên Đán in late ở gì đây, vào cuối tháng 1, trong cuối tháng 1 trở lại để làm việc. Đấy, tức là những người mà rời khỏi các thành phố này để cho cái Tết ấy, vào cuối tháng 1 ấy, thì trở lại làm việc ở thành phố Vũ Hán này. Tức là làm việc ở thành phố gọi là Vũ Hán này. Đấy, tức là những người ta về quê người ta đấy, quê ở các thành phố xung quanh này, của Vũ Hán này, thì đã quay trở lại để làm việc. Đấy, tóm lại như thế. Được chưa? Đang gửi những người trở lại làm việc. Và tiếp. China, however, is still checking people for signs of infection. Trung Quốc vẫn. Ở đâu? Vẫn đang xem trong vở đúng không? Vâng. Bây giờ chỉ đọc thôi chứ không phải là dịch nữa. Ta em dịch nãy rồi. Dịch nãy mình xem lại. Quên mình phải xem. Thế thôi không xem nữa. Tự nhớ đi. Anh đây rồi còn. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục kiểm tra người có dấu hiệu nhiễm bệnh. Đúng rồi. Signs of những cái dấu hiệu của sự nhiễm bệnh, lây nhiễm, infection. Rồi tiếp. And many eating places still only offer takeout. Và những nơi ăn uống. Places still only. And many eating places. Now, rất nhiều nơi ăn uống không? Thì. Wow. Still only. Đón
chào khách hàng mang về. Offer, kêu gọi đúng không? Chỉ kêu gọi gì vẫn là chỉ là offer, tức là mời gọi, là mang về. Offer check out, cái sự mang về, sự mua về. Đó. Cái thứ offer vậy. Nào, thôi rồi. Nó đi học đến đây thôi. Nhá. Vâng. Đoạn này để sau đi. Tại về nhà em có thời gian chuẩn bị tiếp cho đến hết bài này. Và ngày ngày mai nhá. Ngày mai hoặc chủ nhật thì xong nhá. Được chưa? Để anh ra tiếp tiếp theo nhá. Vẫn quay tiếp và dịch tiếp hai cái này phần này dễ rồi, không khó đâu em nhá. Khi đọc thì đừng có nhìn nhá. Vâng. Khi tập đọc đừng có nhìn bản dịch. Cố gắng là mình kể cả sai cũng được, không sao cả. Quan trọng là mình xem lại cái video đấy, anh xem lại cho nhá. Dịch trước đi, sau đó khi mà đọc thì có dịch quản dịch nữa. Hiểu trước phải dịch đi ngon lắm. Đọc thì không cứ đọc, cần đọc nhìn bản dịch đọc thì chết. Để học gì nữa. Nhá, dịch trước rồi, sau đó thì mình chỉ cần tập trung vào đọc và hiểu từng cái ý này, quên lúc mình đọc mà mình quên thế nào mình có thể ngó lại cái phần dịch một tí. Sau lại tiếp tục. Tức là mình thấy đến khi nào bạn đọc trôi chảy rồi và bạn trôi chảy luôn rồi thì tức là nó nằm đầu mình, kiến thức nằm đầu mình. Những từ này chắc chắn là sẽ dừng lại, chắc sẽ có những lại trong những cái bài báo tiếp theo. Nhá. Nhớ như vậy. Ok, em đang nghỉ lại.